Và sau đây là bài thơ chế hài hước được mang tên Chuyện phòng dịch Corona. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng đón nghe. Mọi người chớ có vội cười, xin nghe lão kể đầu đuôi chuyện này. Chả là mấy bữa gần đây, tình hình dịch cúm đang ngày lan ra. Theo như tin tức vừa qua, Corona đã lân la nước mình. Mọi người lo lắng, thất kinh, nữa mà dịch phát tình hình gay go. Lại thêm chi tiết đáng lo là chưa có thuốc chữa cho bệnh này, cho nên để tránh lây lan, chỉ phòng bằng cách suốt ngày khẩu trang. Hôm qua lượn mấy cửa hàng định mua vài cái rồi mang từ đầu, ai ngờ đi mỏi phao câu, chỗ nào cũng cháy chẳng đâu còn hàng. May sao gặp ẻm Lương Hằng nhượng cho một cái làm bằng đại ti, mới đầu cũng thấy kỳ kỳ nhưng khi dùng thử rất chi tuyệt vời. Tuy rằng nó vẫn còn hơi mùi bia, mùi rượu, mùi hôi thuốc lào, toàn mùi thân thuộc chẳng sao, còn hơn Covid chui vào thân ta. Thế là vốn tính lo xa, định mua vài chiếc để mà phòng thân, nhưng rồi lại thấy lăn tăn, mất tiền vì cái khăn bịt mồm. Trong khi hàng xóm cùng thôn, quý bà đang tuổi sồn sồn thiếu chi, sang xin mấy cái bỏ đi, mỗi bà một cái có khi đủ dùng. Ai dè mới hỏi tâm khùng, ẻ mang cho hẳn một thùng rõ to. Toàn lại sơ di XN, sơ di này kín khỏi thờ hai tay, khi còn phảng phất mùi khai, mang về giặt lại vẫn xài ok. Đúng là gặp chuyện éo le, chỉ cần có bạn có bè là xong. Tác giả Thanh Vĩnh. Và sau đây là bài thơ chế hài hước được mang tên Tản mạn mùa Covid. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng đón nghe. Từ ngày có dịch Covid, tự nhiên ngoan hẳn ít đi ra ngoài. Thế rồi nhiều thứ phải cai, hát hò nhậu nhẹt nai dai tạm dừng. Đến ngay món phở tái gừng, vài ngày chưa chén nghe chừng phát điên. Thế mà vì sợ quy tiên, sợ em Covid tự nhiên hết thèm. Cơm nhà cứ thế mà bem, cũng ngon cũng ngọt cũng mềm đấy thôi. Cũng có đầy đủ ruốc xôi, lại còn hoa quả nước nôi bét nhè. Dễ rảnh là lại ok, làm bài nhạc Trịnh vừa nghe vừa mừng. Lúc thì chống đẩy ngoài sân, lúc thì lưng hạ bằng chân trong nhà. Đầu tiên miệng dặn chân ra, tiếp theo như kiểu mãng xà trườn khe. Thế rồi ma đói đẩy xe, cuối cùng đúng kiểu chó trẻ gốc cây. Cũng nhờ chăm chỉ hăng say, tập luyện theo đúng mấy bài yoga, cả người thấy khỏe hẳn ra, còn chân ý đức thua xa đây nè. Tác giả Thanh Vĩnh. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và nghe hết bài thơ. Nếu quý vị và các bạn nghe thấy hay thì xin cho một like, một lượt chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh để được đón nhận và nghe những bài thơ mới nhất. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.